Hello các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Let's Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series Let's Play This War of Mine. Tại sao chúng ta chỉ làm mỗi series Let's Play trong khi chúng ta đề cập chuyện làm content mới? Thì hôm nay mình vừa mới test thử một cái gì nhỉ, người ta gọi cái content mới gọi là Let's Review. Thì mình review cái nhà hàng Kichi Kichi ở chỗ số 1 Tam Vạn Hổ, và mình có quay một số clip thì mình nghĩ là mình khá là lười trong việc chỉnh sửa đấy, mình sẽ up cái đấy sau. Và có một tiếp là mình đã có quay lại một series The Forest, nhưng mà bây giờ mình đã chuyển nó sang thành series co-op rồi, thế nên là cũng có người co-op cùng và có voi vùng các kiểu kiểu, mình sẽ nghĩ phải chỉnh lại phần voi của nó. Anyway, chúng ta tiếp tục với The Game This War of Mine Episode 4. Chúng ta không biết là nội dung của cái episode này sẽ sao nữa. À, đây 12. Sắp đến Outbreak of Crime mà. Cố lên. Ê. Ê, I found plenty of really fine stuff. What a night. Mình chả biết là hôm trước mình là gì. À, đúng rồi. Đói. Đói, 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 đói. Đói, 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 đói. Tôi mình không biết tại sao mẹ cứ tiếp tục nói câu đói, đói, đói nữa. Let's not lose hope. Hết đồ ăn thì thôi. Mình vẫn còn đồ ăn cơ mà. Starving. We need food. Hungry, con này vẫn hungry. Very hungry. Very hungry. Còn hai thằng này là starving. Thằng này là tired. Thôi, ngày xuống đây đợi. Chả nhớ ấy mình cầm về cái gì nhỉ? Ấy mình vừa cầm về mình vừa cầm về cái Cigarette con Super Ray 6. Ôi dồi, chúng mày là cái loại con nghiện gì vậy? Phải cả đây. Mình thề. Eo ơi, tôi thề bọn này nó hút nhiều thuốc vãi à. Trời ơi, xì gà bắt đầu tăng giá rồi. Xì gà bắt đầu tăng giá rồi. Xì gà bắt đầu tăng giá rồi. Và bạn fuck you. Tớ không biết phải làm cái gì đây. Tớ không biết phải làm cái gì đây. Giờ đây mình làm điều chi nữa đây? Fuck you. Fuck you very very much. Đủ để làm cái giường không? Không. Thiếu một gỗ ạ, vãi cả. Ra giúp đỡ về việc con này. Tớ không muốn cái con có kỹ năng này nó đi nó giúp người đâu. Cứ để con này nó giúp. Hi hi. We are glad to see you. Oh. We can see how you're doing and thank you for your help. It feels much better to sleep in our own reinforcement shelter. Especially since several hours in here, but I We were saving this bottle for some special occasion, but we discussed it and decided to give it to you instead. Đấy chưa, mình đã bảo mà mình giúp nó là kiểu gì nó cũng giúp lại mình. Thank you. Yeah, think about sometime. Ok, thank you. Tự nhiên có rượu. Hay đấy. Có gì? Nó cho mình gì ấy, rượu à? À, moonshine. Tao tưởng mày cho tao cái gì? Lạy mày. Lạy hồn. Lạy tiên sư mày.
Mình làm được cái gì bây giờ? Mình sẽ dành tiền dành để mua xây cái bét. Thôi kệ đi. End day thôi gì nữa. Not a good day. Very hungry và sad. Cho mày gót. Scavenger ngủ trên giường. Vâng, rất đói. Ý nhất nó không scavenge. Caution advice. Mình không cần phải nhiều hớp lắm nên mình có thể cầm này đi mình chơi cho nó. Hi, chúng ta có thể chơi được rất nhiều đồ. Hơi mà vào bệnh viện đua crime ấy cũng hơi thọt. Thôi kệ. Không sao, quẩy lên. Bệnh viện được cái. What are you think? Tao làm gì đâu? Ow! Chó! Nó bắn nó phát là vãi đái. Kiểu này là wounded rồi. Shit. Con nó tinh quá, tao cầm về cho mày đống gì đủ làm giường. Slightly wounded. We must preserve. Tao biết là chúng ta phải preserve rồi. Thằng này thì ngủ đi. Thằng nữa, Sally Wounded thì thôi đi ngủ đi. We need to find food. We need to find food. Con này lên đây chỉnh đài đi, con này ra đây chế giường. Thôi đừng đừng chế giường, đừng chế giường. Please don't chế giường. Ok. Trong bao nhiêu cái mày có thể chế mà mày quyết định chế cái đấy? Seriously? 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 Really? Really nigga? Really? Bling dagger. Really? Put some bait in there and wait. And waiting. Some classic. Upcoming show. Cigarette gì đấy. Scouting ahead. Ok. Xem này update bao nhiêu cái. Ôi trời, nhiều lắm. We can upgrade even further. Six simple broken fireman helmet here. Ok. Được đấy. Nghe có vẻ ổn. Mình nên nhau mau chóng đến cái chỗ gara kia và kiểu lấy đồ ấy, lấy cái rìu về nhà chặt lấy gỗ ấy, mình thiếu gỗ lắm rồi. May còn nhiều consumable đốt được. Này phải update cái này lên đây này. Trời lạnh dễ úm lắm. Nghĩ em sẽ update cái này trước. Trời ơi. Mới lại đợi 10 giờ vậy. Nếu mà thằng Victor nó đến thì chắc chỉ có này thôi. Một ngày của bạn như nào? Tuần vừa qua trời mưa mình không có up video được. Trời mưa mạng lác đánh Dota mà còn tận 400 ping thì các bạn hiểu cái. Mà mình lại lười, mình không muốn làm video cơ. Lười quá. Mà nói lười lại nhớ. Mình là mỗi ngày bây giờ mình sau khi thi đại học xong rồi mình có đi tập gym. Thì bây giờ hết mưa, trời mấy ngày hôm nay trời mưa dã mưa to thì mình không đi tập gym được. Mà đến mấy xa đến bây giờ thì hôm nay mình khi mình làm cái video này trời nắng rất to, nắng vỡ đầu. Và mình lại rất lười, mình chuẩn bị chiều nay lại đi tập gym rồi. Thế nên là đây là câu chuyện những người lười. Các bạn có cách nào để cho mình hết lười không? Mình biết là mình đang nói nhảm nhưng mà mình đây gọi là giao tiếp với khán giả không?
giống kiểu dưa leo, nó stand up communication. Ok, very hungry, slightly wounded. Bother. Cái này mình chưa đến bao giờ. Get late. Want to get late for can of meat. The black mother will do some reply. Kindly stop to get food for their children. It's very guarded by local thug. Good and eager to trade. Eager to trade. Nghe xím legit. If you want to get late, bây giờ mình biết ý này. If you want to get late for a can of meat. Có bạn nào muốn get late không? Có bạn nào muốn get late không? You want to get late. Thế mà mình có nhiều thùy thì đâu? Không. Mình nghĩ là thế you wanna get late ok, cầm này đi, cầm này đi thử xem. Mình cũng warehouse big store còn hai đầu group ảm thức. Ui vãi, oh shit. Ảm thức thì tốt nhất là phải sneak in, mà sneak in thì chắc chỉ có Arika đây. Nếu mà mình có thể giết nó bằng một con dao thì con Arika này một kỹ năng là có thể giết người một phát chết luôn từ đằng sau. Nên là cũng không biết được. Có thể đâu đấy. Không biết ở đây đâu. Luôn phải cẩn thận. Mặc dù nó là thế thôi. Buồn birch. Ồ vãi. Đúng là ám thớt của khác. Đúng là mình nên cầm con dao đi. Nếu mà mình có con dao thì mình có thể sọc một phát chết luôn nó đấy. Nhưng mà ngó phát. We got all the good stuff out. Shouldn't last it for a while. What about the next job? Nói chuyện nhanh lên. I wouldn't mind hitting a remaining H-range bar again. Theo như mình thấy thì có lẽ lần sau mình sẽ phải trở lại chỗ này sau, bởi vì đồ thì cũng không có ấy. Chê thì cũng không trận. I see what you did there. Đây này đâu? Này có gì không? Steal luôn. Đóng cửa lại. Đi trên này vậy. Mở cửa ra. Ngon. I hope I would happen to burn this book. Đang đi lên kìa. Trời thương kẻ nghèo mà các bạn. Trời thương kẻ nghèo mà. Sao nó lên đây? Trời luôn thương kẻ nghèo các bạn ạ. Trời luôn luôn thương kẻ nghèo. Mình thấy dưới kia rất nhiều hàng hóa, thế mình sẽ xuống dưới kia trước. Mà sneak in thì thoải mái đi. Mong vào trong này có súng. Không, chỉ có cần cần thôi. Ở trên này rộng thế. À mà thước.
đóng cửa lại trong trường hợp đi xuống. Mình còn biết. Mình nghe tiếng nhưng chưa thấy nó xuống. Có vẻ nó không xuống đâu. Ám thước à? Đang đi lên. Anh ấy đang đi lên. Ồ! Phút thì không bao giờ bỏ qua đâu. Đồ ăn các thứ không bao giờ bỏ qua đâu, yên tâm. Hi. Cái này thì tốt nhất là nên bỏ qua đi. Smoke. Lên đây xem. Đằng nào nó cũng không đi xuống dưới. Sẽ đi xuống dưới này mà. Cửa đóng à? Ok. Xem đi đâu. Ôi có vẻ đang đi xuống đây. Ôi, run to exit, run to... Oh, shit. Trên này có vẻ... Có vẻ có đồ ăn. Con này bắn phát chắc chết luôn này. Oh. I need that food, man. Oh, I need that too, my man. I need that too. Eh. Eh. Ôi, thế này được rồi. Mặc dù nó chạy nhưng mà nó chạy rất yên tĩnh nhở. Oh hello. Run for your life. Where's this bitch? You have no idea what I've done to you. Chúng ta có thể ra cái chỗ bà mẹ kia rồi. You wanna get laid for some can of food? Đấy, đấy các bạn thấy không? Chiến tranh. Ôi không. Ôi. So many offended of weapon but not for everyone or wounded. So and will not steal anything. So no sell. Okay. Stabbing. Robbing helpless civilian and manage to return the favor. Thế là việc mày cướp của bọn cướp thì khiến mày tốt hơn bọn cướp đúng không? Đúng không? Việc mày cướp của bọn cướp khiến mày cảm thấy mày tốt hơn đúng không? Hả bọn bọn này? Hay là thế nào? Cái việc mày mày cướp của bọn đấy cái suy nghĩ logic quá. Logic quá bạn ạ. I have been eaten for days. Chúng
Chúng mày mất một thời gian lâu chúng mày mới nói chuyện được. Giỏi thật. Ôi trời ơi, tao biết là tao. Thế bây giờ mình lại phải chế chế cái ban hút thuốc cho chúng nó. Mình cũng mệt. Đóng cửa. Để chúng mày nói chuyện gì thì nói chuyện. Nói chuyện đi. Oh shit. Chết rồi. Sắp đến ngày là Z rồi. Sắp đến ngày Z rồi các bạn ơi. Và chiến tranh thì càng ngày càng khổ sở hơn. Và đã Z rồi. Mình thì chưa update được cái này. Cái bịp. You know you're not alone in this. Yeah, I'm just... I don't think we'll make it. Đấy, đấy là cái tinh thần bi quan đấy. If we are to make it, we must help each other, right? Vâng, chúng ta vừa đi cướp rồi, chúng ta còn hôm nay. Yes. This mean we needing you, Bruno. Sorry, you are right. I'm trying to pull myself together. Tao tao sẽ cho mày ăn, yên tâm, mày không không bị đói đâu. Ê, tao tao ồ. Mình cần 7 cái. Tao thì là mày vẫn chưa xong à? Trời ơi. Thôi thằng này ít nhất nó cũng hết depressed. Và mình biết là mình phải nhanh chóng mình làm cái chế chế xì gà thằng này nó hút thôi chứ gì nữa. Mày có gì? Xì gà không? To à? Tốt. Mình lấy 8 thừa ra chậm chạc chết ai rồi nhỉ? Tao thể làm gì được về General W? Hút điếu xì gà nâng cao xì diễn. So, what it gonna be, bitch? You dare to tell me, bitch? I'm gonna make you my bitch. But not bad either. Thái đang chém gió đấy. Mình đã bảo trước, mình đã nói rồi. Bạn theo dõi thời sự, bạn thấy Tobacco đang trong cái thời kỳ đắt giá nhá. Thì ôi trời ơi, bạn nhìn đây này. Đấy, very generous of you. Tức là cái này nó đang giá gần bằng cái bọc nước ăn. Bạn thấy không? Bạn phải hiểu nó đắt như thế nào rồi đúng không? Vạch cả đấy. Ngoài ra mình cũng không phải lo lắng lắm về cái vụ đấy. Hai điếu xì gà thật à? Anything else? Let me see. I don't need this. So I put them to two. If I able to find them. Mình rất cần chất đốt. Mình không cần đạn cho lắm. Để đạn đấy thì mình chưa cần chế súng mà. Mình cũng đang rất cần cái này. Mình chỉ cần 15 cái thôi. Muốn đủ chơi hết. Đây.
Ok, giờ chúng ta sẽ phải đổi cái gì cho nó đây? Một cái này phải với cái này điều module cho HD chó sống sống thế mày sống lại đi rồi để yên cho tao, thằng này nó còn đang xây nhà đã xây xong đâu ha. Ok, chúng ta đã có cái lò sưởi cấp 2. Giờ tiếp theo đến cái này. Ôi trời ơi, giờ lại thừa gỗ đấy, tiên sư mày. Thôi cho tao lại trả gỗ mày đi. Trời ơi, chúng ta có ace rồi mà cũng phải sẽ cần gỗ nhiều đấy. Ok, tao sẽ lấy chỗ này. Này nữa. Ta sẽ cho mày 2 hộp. 3 hộp đi. 3 hộp thì hơi quá. Để cho mày 3 cục tobacco. Bạn thấy không? Thề cái này nó đắt vãi cả đấy. Trời ơi, nó đắt thế. Đắt không tưởng tượng được luôn. Vẫn thiếu. Thôi có còn hơn không? Cầm cái lockpick đi thì... Mà mình nghĩ mình chỉ cần đến thế này thôi. Nó thì go. Goodbye. Fuck you. Cút. Biến. Tao xong việc rồi. Mày xong nhiệm vụ chưa? Về Sky Wounded để ra đây ngủ nghỉ đi. Ngủ tí còn hơn không, đúng không? Ok, chúng ta có rất nhiều đồ ăn và bạn có muốn get late không? Bạn có muốn get late không? You wanna get late? Mà mình muốn get late thì mình sẽ phải nhờ con này đi về nó trao đổi tốt hơn là thằng Pau. Nhìn thằng Pau nhìn nó cũng bụi đời lắm nè, mình không nghĩ là ok. Cho thằng Pau này ngủ này, thằng này canh gác, con này ngủ này, con này đi. Đúng không? Đây đây. Bother. Wanna get late for can of milk? This is the place. Mother will do some really kindly stuff to get food for their children. It's a big building. Get guarded by local thug. They might have plenty good stuff and eager to trade. Tao sẽ cầm 5 thịt. 2 thịt thôi. 2 nước. Đấy, cho nó thêm tí đồ ăn. Xong mình nhét hết chỗ này, mình chả cần, mình đã cầm đi thì mày cho hết cho nó. Ok. Mama. Hey mama. Đã. Hey, I want to see where are you mama? Hello mama. Hello, where are you? Are you there? Mình chả thấy gì cả. Chắc là ở trong này. Đúng rồi, nó ở trong này. Mày, tao thề. Rác vãi cả đấy. Thôi. Như mình... tobacco này. Như mình đã nói rồi, nếu mà bạn đã không nhặt được cái gì thì tốt nhất là thà cứ nhặt hết rác về còn hơn. Và Rule number gì đấy, number bao nhiêu đấy trong Zombie Land luôn luôn phải có đường exit. Bạn run to exit nó chỉ cần chạy một đường thẳng thôi. Ok, theo như mình thấy bạn này khá là tốt. Nothing worth taking. Local thớt này. Mother, Mother muốn trao đổi không? I have things to exchange, wanna see? Show me what you got. Okay, got some water for you. Tao biết là mày không có thể có đủ đồ để cho tao. Cái này ngon này. Không sao, không sao.
Không sao. Ui, đây. Very generous of you à? Thì tao lấy thêm. Cho mày hai cục thịt nữa. Oh my god, it's so fucking amazing. Very generous of you à? Cảm ơn. Để tao lấy thêm thuốc xì gà nhá. Đi xì gà. Yên tâm, tao cho mày thêm hai nữa. Fucking amazing. Deal. Doing business with you. Okay, fine. I'm go home now. Thì các bạn ấy kiểu thấy là mình có một cái trick của cái trò này, con trick pony của cái trò này là nếu mà bạn đã trao đổi bọn này rồi ấy, thì giả dụ nhá, bạn có một cách nào đấy bạn vòng ra đằng sau, bạn cướp đồ của nó, thì mình đảm bảo với bạn bọn này về không buồn đâu. Bọn này khốn nạn lắm. Bọn nó sẽ bàn về việc là it's good we doing business with them, xong rồi các kiểu nói chung là nó sẽ ca ngợi bản thân mình về việc mình đã giúp người người ta như thế nào mà quên viết là mình sau đấy mình cũng đi cướp đồ của nó. Thế nên là quậy lên các bạn ạ, không phải ngại ngùng gì hết. Mình nghĩ mình ra đây chơi tiếp. Mình có ba cái họ phỏ lon lại với cái này. Mình thì chưa đến cái đoạn mình có thể, mình phải update cái kia thêm một lần nữa thì mình mới chế được cả đạn ấy. Thì mình bây giờ chỉ có thể đi nhặt đạn thôi. Thì mình sẽ đi cố gắng đi trao đổi đạn. Hai viên. Thật à? Mày biết tobacco hiếm thế nào không? Thời đại công nghệ số mày. Trời ơi, mình mới để ý mình không có medic luôn ạ. À. Trời ạ. Mình không biết phải. Mình có gỗ. Đội một viên đạn thì hơi thọt. Giờ mình vào trong mà nó nhìn thấy thì khó. Đóng cửa lại. Rồi, đi lên đây. Mình thấy cái bàn, mà thấy cái bàn tức là đi lên được. Thấy không? Mình bạn không phải lo đâu, bạn cứ đi cướp của nó đi. Quay lockpick thì tốt quá. Không qua. Qua thì đấy thôi. Mình có thể vào tủ lạnh cá nhân và cướp hết đồ ăn của nó. Mặc dù mình mới chơi của nó xong. One birch. Thế nên là chúng ta đã xác định được là chúng ta phải nhanh chóng chế cái cưa. Thì cưa xong mình sẽ qua kia mình trèo xuống. Phải có nhanh chóng một cái cưa để lấy đồ. Không có cưa thì không làm được cái gì cả. Bạch, bạch. Chúng ta thấy một cái tủ lạnh. Và chúng ta thấy cái bà này có rất là nhiều đồ. Mình không có lockpick. Lockpick thì thứ ấy đơn giản quá. Thế nên là ý dưới này có cái gì đấy. À hình như mình vào rồi, ở chỗ này nó bị khóa thì phải. Bà già này vẫn tiếp tục ở đấy. Đúng rồi, mà chúng ta phải nhanh chóng gói cưa thật nhanh. À, cơ bản thì cái chỗ này nó khá giống với gara. Ở điểm gì? Ở điểm là có một người luôn cần một cái gì đấy và sẽ đổi cho bạn rất nhiều thứ để có được cái đồng đấy. Và tất nhiên sau khi bạn trao đổi xong thì việc bạn bị bạn cướp nó như thế nào là việc không ai quan tâm. Và nó sẽ chỉ ca ngợi bạn vì chúng ta đã giúp được người. Và giờ này Woodcom mà chúng ta đã cầm một đống đồ về. Phone one day, it was my friend, Israel, crying because they were crying. Anything I flee for the country.
Đấy, mọi thứ trôi qua thật là đơn giản. Thằng này cho sát thì cho nó ấy, có thuốc lá để cho mày xài rồi đấy. Con này tired thì very hungry, xài được buồn đứt. Cút! Mày ngủ thế được rồi. Mai đi lấy đồ đi. Con này, chỉnh. Mình quên rồi, mình vừa lấy được cái gì về rồi. À, đồ để chế có shotgun. Nói chung là khá là nhiều đồ đấy. Mà toàn đồ vớ vẩn vứt đi. 8 cái shotgun shell casing trái hiểu để làm gì, trong khi mình thì không bao giờ chế đồ quá to. Giò đài. Ok, chúng ta lại ngồi đợi. Chúng ta lại ngồi đợi. Mình nghĩ là thằng Victor hôm qua nó vừa đến thôi, hôm nay nó cũng không đến đâu, mà có được người khác đến thì chắc là nó cũng chỉ đến đấy thôi, đến cái chỗ mấy người giúp giúp nhờ giúp đỡ thôi. Nhưng mà đấy, với cơ bản như vậy, chúng ta biết là chúng ta cần phải làm cái cưa thật là nhanh. Có cưa xong thì bạn có thể đi cướp nhà nó được rồi. Cưa và một cái lockpick, mình nghĩ là phải có lockpick đấy. Cầm cái lockpick đi cho an toàn đúng không? Chế cái lockpick. Tôi vừa tiêu tốn thêm một nguyên liệu nữa trong bộ dụng cụ của tôi, kiểu đã y thiếu rồi lại còn phải là chế thêm đồ, chán khắm mấy cả đây. Có gì hay có sầm ô thôi xong rồi, nó lại hút gì cả rồi. Chán. Heavy smoker. Smoker, may con này không phải smoker mà con này là coffee drinker. À, thằng này, thôi, mình cũng không muốn nói về thằng này. Cuộc sống nó trớ trêu thì đến thế mà thôi. Ôi trời ơi, Bright. Each the sum drop slowly and loudly. Thế mình có thể mở cửa vào kia nhưng mà rất là to tiếng. Phiêu đua chắc là tầm 5-6 cái cửa đã vỡ. Nhưng mà chắc hôm nay là cũng lại không có ai đến nhà mình thăm rồi. 11 giờ rồi này có thấy ai đâu. À, thôi chắc đi end đây rồi. Ô, ai cũng kêu hết mệt luôn. Có thôi. Ngủ đi. Ngủ đi. Ai Scaven? Mình chả biết Scaven ở đâu. Đây à, cao xuyên đất vai. Lockpick cái cầm in handy. Mình cầm cái lockpick đi nhá. Probably have some size chưa. This old apartment building is owned by an elderly couple and their son. They are still around, somehow managing to fend off the looter. They probably have some supply like food and meds, but won't be willing to share with them with us. We can try to steal or take them by force. Lockpick can make up at handy. Ôi rồi ôi, thằng Pau thì nó đã sát rồi mà bây giờ tôi lại còn nghĩ đến chuyện đi ăn cướp nữa thì khó quá, khó thật đấy. City Hospital sao? Mình cũng không biết là mình phải đi như thế nào ấy. Mình nghĩ là mình sẽ sneak in vào cái nhà này, mình lấy thêm cho đủ cái này, tức là mình lấy thêm 2 stack này xong rồi. Mình lấy thêm cái gì thì lấy, không chạy về cố gắng đấy. Ok, chúng ta lại tiếp tục chạy. Con này chạy rất nhẹ nhàng đấy, mình không hiểu tại sao. Thôi, thôi, đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa. Nhòm gì? Chạy từ từ đi, từ từ thôi. Đi từ từ thôi, mình cứ phải từ từ, không phải gì phải bình tĩnh à. Bình tĩnh không có gì phải ngại cả.
Bởi vì thằng này nó sẽ lên kia mà. Ok. Tao đang chờ mày. Lên đi em. Đại ca. Lên lên tầng 2 đi. Đúng rồi, lên tầng 2 đi. Đấy. Lên tầng 2 đại ca. Cái gì ấy? Mở cửa à? Mở cửa à? Sao mày không vào đi, đứng đấy làm gì? Vào đi, tao lên kia chứ. I'm just going to library. Mọi người đều nhớ nó cả thôi. Mày có thể đi đây chỗ kia mà. Đúng rồi, thế rồi. Enough for now. Ok. Ăn xong rồi mày đi ra đâu? Mày đi đi. I should eat something. Bọn này. Cửa. Đóng cửa vào. Rồi. Ok, chúng ta nhặt được thêm một đống đồ, chả có gì ngon cả. Mới ra nó còn đồ, đúng không? Thằng kia đi chưa? Thằng kia lên đây không? Có vẻ như không không có ý định lên đây. Mà mình nghĩ là ai would thinking. Nhà thì đang thiếu đồ ăn hiểu không? Nhà chả có gì, mình lấy đồ ăn của nó rồi. Thôi xong rồi. Run to exit, run to exit, run to exit, run to exit. Kiểu wait a minute kiểu something not right, hello. Hai thằng chả đi qua chào nhau như không có chuyện gì xảy ra. Hello. Wait a second, có gì đó sai sai. Ôi trời ơi, kiếm được một tí đồ chán quá. Chả kiếm được nhiều đồ lắm. Ta biết là chúng mày đang đói. Chúng ta nhiều thức ăn lắm nhưng không phải lo. Cứ ăn đi. Not a good day. Mình làm được 6 suất. Đến lúc hết đồ ăn thật rồi đấy. Thực ra là hết nước chứ không phải hết đồ ăn ạ. Thực ra là hết nước không phải hết đồ ăn. Hết nước. Vẫn còn rau củ mà. Mình phải nhanh chóng lấy được cái ngay, càng nhanh càng tốt. Thôi cho mày ăn cái này vì mình đang ốm mà. Ừ.
mình có nên làm cái gì đấy không các bạn ơi? Trời ơi, tôi thì đã hết đồ rồi mà các bạn cứ bắt tôi phải chế cái này vì các bạn thiếu nước rồi. Feeling okay. Bắt đầu lạnh hơn rồi đấy. Ôi, 17 độ C thì cũng không phải là nhiều lắm đâu, nhưng mà ok, getting too hot. Nước thì cũng sắp lấy được, hết lấy được rồi. Someone at the... Oh, cái gì đây? Mình có 5, mình có 4 người rồi, mình không nghĩ là mình nên lấy thêm người nữa. À, hai there neighbor. Thế thì không phải lo. Ok. I live down the street and I notice you're living in the abandoned building. I got some new the humanitarian airdrop last night. Most gonna work on the rubber, but we know that about one they meet. It land in no one, no man land, no man sky, no man sky. So, no man land, so it might be dangerous to get it, but undercover, but darknet, so you should able to make it. I will show you where it is if you help me carry the supply. Give me a second. Mình không muốn mất con Cassia rồi, ngày mai là thằng Victor lại đến rồi. Ham, Arika ơi. Arika ơi. Anh yêu, em yêu của anh. Em yêu của anh, hi hi, em yêu của anh. Em đây rồi. Yes. Wait, you won't regret it. Bây giờ buổi tối tao mong mà mày cái trò sneaky của mày nó sẽ giúp nhiều, giúp ích cho tao. Hope so. Hết mệt chưa? Đi. Salicic. Very hungry, very hungry, very hungry. Mình nghĩ là mình nên kiếm một chút vật phế liệu. Smart apartment building. Food mad but won't be willing to share. Help pick. Lock pick. Lock pick, lock pick, lock pick, lock pick, lock pick. Mình có nên cầm theo không? Trời ơi, cho Sneaky thì chỉ còn Arika là tốt nhất thôi các bạn ạ. À, bây giờ là night thứ 16 rồi, mình nghĩ là xong cái nốt cái đêm nay là đi end thôi. Mình đi từ đằng sau à? Hay nhỉ. Ừ, tất cả mọi người đều mong. Không quay đâu. Không 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 quay đâu mà, không quay đâu, bạn bạn cứ tiếp tục đi. Không không quay đâu. Không 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 quay đâu mà. Bạn cứ bình tĩnh thôi. Gì phải nóng vội, cứ đứng đứng im ở đây đi nhá. Cứ đứng im trên đấy đi. Không không quay đâu. Làm gì có ai, bạn nhìn này, bạn còn kiểu có ai đâu. Chắc là bố bạn bị ấy rồi nhá. Thế là thôi, bạn cứ thoải mái đi, không không sao đâu. Sợ vậy. Kiểu mở tủ lạnh ra. Ooh, damn son, where you find that? Trời ơi, tôi vui quá, tôi lấy hết luôn. Tôi take all luôn mà tôi chạy như một thằng điên. Nhưng không sao. Mở hết cả tủ lạnh ra, lấy hết cả đồ này, còn gì là người nữa.
Mệt quá, nhưng mà mỗi lần cày này chắc phải 3 tiếng mới xong mất. Ok, I can wait that. Come out, you bastard. Đi ra xong đi vào. Thằng này xàm. Mà chắc chắn là nó cầm một khẩu shotgun đấy, nên là mình không thể ấy ở đâu. I could really use a shoe. Chắc tầm 2 giờ sáng mình xong cái bãi này. Trời ơi. Mình thì mình chưa đeo cái phần về đoạn cắt cắt TV cắt video nên là mình phải đợi. Các bạn chịu khó đợi tí nhá. Sắp xong rồi. Nhìn nó cày bừa đống này mình cũng cảm thấy mệt lắm. Ôi trời ơi. Thật sự xin lỗi các bạn vì mình là hơi say sóng mấy ngày hôm nay, mấy cái video này tự nhiên làm tận 48 phút. Chắc là chất lượng nó cũng sẽ yếu đi nên là mong các bạn thông cảm nhé. Cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ, những bạn đã ủng hộ cái channel của mình những ngày qua. Thì lúc mới đăng lên thì cũng được một hai lượt xem mà mình thấy lúc đấy mình cảm thấy vui ấy, kiểu mình cảm thấy là có người đang đang chú ý đến mình ấy, kiểu mình không phải cái thể loại thích bị chú ý đâu, nhưng mà mình kiểu cảm thấy có người đã bỏ công ra xem cái việc mình làm mà đấy, các thứ kiểu vui ấy. Mình rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi mình trong thời gian qua. Và mong là sắp tới sẽ được các bạn tiếp tục ủng hộ. Last Channel xin chân thành cảm ơn các bạn. I can't sleep, man. Mày oh shit man, running help, don't worry, he's gone man, he's gone. Bloody vermin. My leg went numb. Okay. My leg went numb. So I'm gonna get out and get some sleep, friends. Hey. Đấy, được cái 4 giờ sáng rồi nên là mình cũng phải nhanh chóng rồi nhỉ. Take take all you can, take take all you can, take all you can. Take all you can, take all you can. Quality roll up cigarette. What do we got here? Sneaky. Much time left. Nói chung là mình chỉ cần về trước 5 giờ là được rồi. Chạy thôi. Bye bye. Ôi trời, không, không, không. Kịp, 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 kịp. Hãy nói với mình là kịp đi. Hãy nói với mình là kịp đi. Ok, kịp rồi. 4 giờ 40. Mình không hiểu là việc nó trở về lúc 4:40 với là việc nó trở về lúc 5 giờ thì nó khác nhau ở điểm gì đâu, nhưng mà ok, mày có cướp của nó đâu, mày vẫn để nó lại mà. Ok, sắp rất rất nhiều. Yeah,
Either them or they. Thấy không? Các bạn thấy chưa? Cướp đồ à. Cướp đồ này. Trời ơi. Cướp đồ kìa. Trời ơi. Cướp đồ kìa. Thằng được cái thằng Bruno này sống rất là tiêu cực. Mình kể hay nó sống kiểu lỗi vậy. À thôi mình quên mất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi tập F4 của Jisoo of Mine, và mong các bạn sẽ ủng hộ mình trong thời gian tới. Let's channel. Peace out. Say what?